Nhân dịp Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam, quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ đang ở mức nào? Từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, quan hệ Việt-Mỹ đã có những bước phát triển nhanh chóng. Đến năm 2013, quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp lên thành đối tác toàn diện. Trong tương lai gần, cả hai nước có thể nâng cấp quan hệ này lên thành đối tác chiến lược. Về các quan hệ đối tác này là gì? Việt Nam đang có quan hệ đối tác với những nước nào? Ngoại trừ quan hệ đặc biệt với Lào và Campuchia, thì hiện nay Việt Nam thiết lập 3 mức quan hệ song phương. Mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Với quan hệ này, các nước xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi. Mức thứ hai là đối tác chiến lược với 17 nước, trong đó có 4 nước là đối tác chiến lược toàn diện và một số nước ASEAN như Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Italia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Pháp, Malaysia, Philippines, Úc, New Zealand. Quan hệ đối tác chiến lược có đặc điểm nổi bật là không chỉ có sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc mà các bên còn có lòng tin chính trị ở mức cao. Giữa hai nhà nước, giữa lãnh đạo cấp cao thường xuyên có trao đổi thăm viếng lẫn nhau. Giữa hai nước hình thành nên các cơ chế hợp tác toàn diện, trong đó có ưu tiên cho một số lĩnh vực hợp tác chiến lược. Sự hợp tác cùng có lợi đạt tới mức cao để tạo ra đối tác, tạo ra sự tùy thuộc lẫn nhau một cách sâu sắc, nhất là trên một số lĩnh vực chủ chốt. Mức thứ ba là đối tác toàn diện với 13 nước: Nam Phi, Chile, Brazil, Venezuela, Argentina, Ukraine, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Myanmar, Canada, Hungary, Brunei và Hà Lan. Đối tác toàn diện ở cấp độ thấp hơn một chút, chủ yếu nhấn mạnh khía cạnh hợp tác toàn diện cùng có lợi. Nói tóm lại, ngoài quan hệ đặc biệt thì có 3 mức quan hệ song phương lần lượt là đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện.